Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẵn sàng cho sự kiện công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Phỏng vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn về một số giải pháp chủ yếu để tỉnh Hưng Yên phấn đấu năm 2037 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên tạo đà cho phát triển du lịch. Nhãn sớm tại thành phố Hưng Yên cho hiệu quả kinh tế cao. Thưa quý vị và các bạn, chiều mai ngày 7 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, kiểm tra từng khâu chuẩn bị các phần việc cho sự kiện trọng đại này. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình ngày mai gồm có trình chiếu video clip giới thiệu về tỉnh Hưng Yên, công bố quy hoạch tỉnh và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Thổ Hoàng, huyện Ân Thi, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư lớn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, các đơn vị sở ngành được giao nhiệm vụ như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với MC căn chỉnh kịch bản thời gian, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật, màn LED và các điều kiện cần thiết để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo công bố đầy đủ nội dung cơ bản cốt lõi của quy hoạch tỉnh đến các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân biết, hiểu, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, đồng thời thông tin, giới thiệu về định hướng, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và các danh mục dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh. Qua đó, thu hút, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng, chiến lược trong và ngoài nước quan tâm đầu tư vào tỉnh. Trước khi diễn ra hội nghị, sáng ngày 7 tháng 7, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, lễ khởi công dự án đường Tân Phúc Võng Phan, giao DT378 và tham quan một số dự án khu công nghiệp đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, ngành chức năng đã hoàn tất công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho các sự kiện. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh Hưng Yên sẽ được truyền hình trực tiếp cũng như phát trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên bắt đầu vào lúc 14 giờ chiều mai, Chủ nhật, ngày 7 tháng 7. Và được gần 30 đài truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp sóng. Thưa quý vị và các bạn, nhân hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên, lễ khánh thành dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, khởi công dự án đường Tân Phúc-Võng Phan. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên liên quan đến quy hoạch tỉnh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được biết là trong nội dung quy hoạch, tỉnh Hưng Yên có đề nghị Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2030 cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2037 thì Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Và ngày 10 tháng 6 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, xin đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể cho biết về những giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Để thực hiện cái Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải nỗ lực và phấn đấu của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của nhân dân. Vì đây là một cái nhiệm vụ rất khó khăn để từ nay đến năm 2037, tức là còn khoảng 3 nhiệm kỳ nữa, đã thực hiện các cái nhiệm vụ để chúng ta đạt được các cái tiêu chí. Thì ngay từ bây giờ thì chúng ta phải tập trung phát triển đột phá 3 chiến lược. Thứ nhất đó là đột phá về hạ tầng, thì ưu tiên hạ tầng giao thông. Thì hiện nay là hệ thống giao thông của chúng ta đã thực hiện tương đối tốt. Cả nhiệm kỳ 2025 chúng ta được khoảng 68.000 tỷ, gấp nhiều lần cho các nhiệm kỳ trước đây. Đấy là thứ nhất, sau khi mà hệ thống giao thông của chúng ta đã phát triển tốt, đường xá được mở rộng, quy hoạch và thực hiện khoảng 60-80 mét thì tạo điều kiện cho các khu công nghiệp ở hai bên phát triển. Và chúng ta có 3 cái trục chính. Đấy, trong đó là trục đường Tân Phúc Võng Phan và trục đường nối hai đường cao tốc, thì chúng ta để thực hiện là phát triển các khu công nghiệp mà hiện nay đã được Thủ tướng phê duyệt khoảng 9.500 hectare, thì cái đấy là một cái dư địa rất là tốt để Hưng Yên để thực hiện
thu hút đầu tư để phát triển về kinh tế. Thứ hai, tiếp theo đó là phát triển đô thị, thì chúng ta có ba trục chính phát triển đô thị, đó là thành phố Hưng Yên, đó là thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Và sau đó thì ta phát triển du lịch dịch vụ, thì ta có một cái trục để phát triển du lịch dịch vụ, đó là trục đường kết nối di sản. Đường kết nối di sản này thì chúng ta đang thực hiện là từ 60 đến 80 mét chạy dọc sông Hồng và nối với thủ đô Hà Nội. Và trên cái đường này thì hiện nay đã có hai cái cầu nó để nối kết nối với đường kết nối di sản này, đó là cầu Vành đai 4 và cầu 3,5, tạo điều kiện cho cái việc phát triển du lịch sau này. Vì Hưng Yên đã được Thủ tướng phê duyệt là toàn bộ bãi sông đó nó khoảng 5.500 hectare là phát triển du lịch dịch vụ, và hiện nay nó đã khoảng có rất nhiều các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia, ví dụ như dự án là khôi phục phố Yên Cổ 1.800 hectare của Xuân Trường đã tham gia, và dự án 1.300 hectare của Vingroup cũng tham gia, và trong đó có hai sân gốc. Và hiện nay thì chúng tôi có thể toàn bộ vùng bãi đó thì có phải khoảng trên 10 sân gốc. Đồng chí có thể cho biết về những cái giải pháp cụ thể trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 ạ? Có thể đây để nói rằng giai đoạn này là một giai đoạn rất là quan trọng, là một giai đoạn tiền đề để thực hiện từ đây đến năm 2037. Đấy, thứ nhất đó là phải giải ngân hết số 68.000 tỷ mà đã bố trí đầu tư công trung hạn. Mà hiện nay mới có giải ngân được khoảng trên 40.000. Từ nay đến hết năm 2025 phải giải ngân xong. Có nghĩa là tất cả các đường mà theo quy hoạch đang thực hiện đó phải thực hiện xong. Cái thứ hai là phát tiếp tục phát triển các khu công nghiệp. Mà hiện nay khu công nghiệp thì chúng ta đã giải phóng được toàn bộ các khu công nghiệp đã được Thủ tướng chấp thuận. Nay thì vừa rồi rất là may mắn Hưng Yên đã được Thủ tướng tiếp tục bổ sung một khu công nghiệp Thổ Hoàng. Thì nhiệm vụ tiếp theo là phải giải phóng hơn 200 hectare các khu công nghiệp này và phải đắp đẩy, tức là kết hợp cùng với các nhà đầu tư đi xúc tiến đầu tư trong nước, ngoài nước, đặc biệt là các nước tiên tiến như các nước châu Âu, khối châu Âu và Nhật Bản và Hàn Quốc, để làm sao mà các khu công nghiệp đã được giải phóng rồi thì đắp đẩy nhanh nhất để tạo điều kiện thu ngân sách của tỉnh ngày càng cao hơn và thu nhập bà con của nhân dân trong tỉnh ngày càng lớn hơn. Và nội dung thứ ba đó là rất là quan trọng. Từ nay đến hết nhiệm kỳ này thì đường kết nối di sản bằng quyết tâm, bằng mọi giá phải thực hiện xong và khánh thành xong, tạo điều kiện rất thuận lợi để làm sao mà tất cả các khu ngoài bãi đó, các quy hoạch đó được thực hiện. Sau đó là thực hiện các tiếp theo là các quy hoạch đã được duyệt, đó là dịch vụ ở sân gốc và phố Yên Cổ thì tiếp tục hoàn thiện. Hy vọng là trong tương lai thì sau khi cái đường kết nối di sản được khánh thành thì toàn bộ các quy hoạch đó biến thành thực tiễn, thì lúc đó Hưng Yên trở thành một cái điểm đến du lịch rồi sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ạ. Thưa quý vị và các bạn, tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề ra phương hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng, đa dạng, mang bản sắc văn hóa Phú Hiến, Hưng Yên, đưa Hưng Yên trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Quy hoạch tỉnh chính là tiền đề tạo đà cho du lịch Hưng Yên phát triển trong thời gian tới. Tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế để phát triển du lịch văn hóa, du lịch nông thôn, sinh thái, nghỉ dưỡng, dựa vào sự phong phú và đặc sắc của các di tích, sự đa dạng làng nghề truyền thống, cùng với đó là những sản vật nổi tiếng. Trong cấu trúc hai hành lang phát triển tỉnh Hưng Yên theo quy hoạch thì hành lang văn hóa, lịch sử, sinh thái sông Hồng, phát triển du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái gắn với tuyến đường di sản ven sông Hồng. Hành lang này tập trung các di tích nổi tiếng như đền Chư Đồng Tử Tiên Dung, khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến và dự án khôi phục Phố Hiến cổ trong tương lai. Dọc con đường di sản còn có các làng nghề có lợi thế về du lịch nông thôn, sinh thái như làng hoa Xuân Quan, trang trại cá Đông Tảo, các vườn nhãn tại huyện Khói Châu, thành phố Hưng Yên. Hưng Yên có một lợi thế lớn về văn hóa và lịch sử cũng như là các di tích. Tuy nhiên thì với những cái sản phẩm của Hưng Yên để chúng ta có thể kết nối lại thành những cái tuyến điểm cũng như là tạo nên một cái chương trình du lịch nói chung thì chúng ta cần phải đầu tư, cần phải có những cái sự liên kết với nhau và cái quy mô của nó phải đủ lớn để có thể là tiếp đón được những cái luồng khách du lịch lớn của trong nước cũng như là khách quốc tế. Trong quy hoạch tỉnh nêu rõ, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp dựa vào những thế mạnh sẵn có,
tập trung phát triển các khu du lịch, quần thể di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, khu du lịch Đa Hòa Dạ Trạch, khu du lịch Cây Đa và Đền thờ La Tiến, khu du lịch sinh thái Eco Park Văn Giang, khu du lịch Làng Nôm. Ngoài ra, phát triển du lịch nghỉ dưỡng thể thao, vui chơi giải trí dựa vào hệ thống sân golf dọc sông Hồng trong tương lai. Để phá cái thế cô lập của Hưng Yên trong cái phát triển du lịch thì rõ ràng cái việc phát triển hệ thống giao thông, hệ thống cơ sở hạ tầng và kết nối với các tuyến điểm cũng như là các cái khu du lịch lớn của khu vực phía Bắc là một cái điều hết sức quan trọng. Chúng ta cần phải có một cái quy hoạch tổng thể cũng như là những cái việc đầu tư cụ thể, chi tiết để có thể phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch. Để tạo động lực cho du lịch Hưng Yên phát triển thì bên cạnh các lợi thế tự nhiên sẵn có thì vấn đề về cơ sở vật chất, dịch vụ đi kèm và nhân lực phục vụ cho ngành du lịch cần phải được nâng cao chất lượng và có sự đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Một số đơn vị lữ hành cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đang có kế hoạch đón đầu, chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng quá trình phát triển du lịch trong thời gian tới. Doanh nghiệp chúng tôi đã đầu tư cơ sở vật chất, tiêu chuẩn, chất lượng. Ngoài ra thì chúng tôi đã đầu tư các tiện ích xung quanh, những khu vui chơi giải trí, ẩm thực và mua sắm về đêm. Trong tương lai gần, con đường kết nối di sản chạy dọc sông Hồng và đường vành đai 4 hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho các điểm du lịch của tỉnh Hưng Yên kết nối các tour du lịch với tỉnh, thành phố lân cận, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh cao như trong quy hoạch tỉnh đã đề ra. Nhân sự kiện công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hưng Yên nhằm đánh giá những kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau gần 30 năm tái lập tỉnh. Vào lúc 20 giờ 10 phút hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng phim tài liệu Hưng Yên miền đất khát vọng. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem. Chiều nay tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, cụm thi đua số 2 Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và tháng công nhân. Tổ chức công đoàn các tỉnh đã phối hợp chặt chẽ kịp thời với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép với các hoạt động văn hóa thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc với hơn 3.500 hoạt động văn hóa thể thao, hội nghị tuyên truyền. Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động được duy trì thường xuyên, phát triển mới gần 200 công đoàn cơ sở với hơn 55.000 đoàn viên. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các công đoàn trong cụm tiếp tục cụ thể hóa các chương trình nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn, chú trọng kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển đoàn viên tại cơ sở. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 16, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 8 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc và 8 chỉ tiêu đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đề ra. Trong đó 3 chỉ tiêu đã đạt và vượt cả nhiệm kỳ, nhiều phong trào cuộc vận động chương trình đã tạo điểm nhấn như cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, chương trình mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, toàn tỉnh đã giúp trên 4.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo hoặc cận nghèo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho 1.770 lượt chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh, thành lập 9 hợp tác xã mới. Kết nạp mới trên 8.000 hội viên. Nửa cuối nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập trung thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng hoạt động hội, duy trì các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đến hết năm 2023, đã có 101 dự án giao thông được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư trên 34.000 tỷ đồng đầu tư các tuyến đường tỉnh. Trong đó có tổng số 11 dự án đã hoàn thành, một số dự án lớn đã và đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành địa phương liên quan tích cực chỉ đạo tập trung thi công như dự án đầu tư xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên,
dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với DT376, dự án nâng cấp mở rộng đường gom bên phải đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dự án đường Tân Phúc - Võng Phan giao DT378. Ngoài ra, các dự án xã hội hóa do công ty cổ phần Vinhomes đầu tư đến nay đã cơ bản hoàn thành, như xây dựng tuyến đường DT382B đoạn từ ranh giới tỉnh Hưng Yên - Hà Nội đến nút giao đường vành đai 3,5 bên trái tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xây dựng 4 nhánh đường thuộc nút giao giữa đường vành đai 3,5 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng tại địa bàn huyện Ân Thi. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng có quy mô 250 ha thuộc địa bàn xã Vân Du, xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng và thị trấn Ân Thi. Trong đó, bao gồm phần đất gần 10 ha hành lang an toàn lưới điện 110 kV và đường ống xăng dầu được giữ nguyên hiện trạng. Tổng vốn đầu tư dự án 3.095 tỷ đồng. Nhà đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Ân Thi. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ được thực hiện dự án không quá 48 tháng kể từ ngày địa phương được giao đất. Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng 1 tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ. Song từ nửa cuối tháng 6 đến nay, một số diện tích nhãn chín sớm trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã cho thu hoạch với giá bán cao. Thành phố Hưng Yên có trên 1.000 ha nhãn các loại, trong đó diện tích nhãn chín sớm năm nay giảm hơn mọi năm, chiếm khoảng 3-5%, tập trung ở các hợp tác xã nhãn có kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc nhãn tốt như hợp tác xã nhãn lồng Hồng Nam, hợp tác xã nhãn lồng Hồng Kỳ, hợp tác xã nhãn lồng Nễ Châu, xã Hồng Nam, hợp tác xã nhãn lồng Phương Thượng, xã Phương Triều. Từ cách đây nửa tháng, các nhà vườn, hợp tác xã bắt đầu thu hoạch nhãn sớm, chủ yếu là giống nhãn Hương Chi. Do có kinh nghiệm chăm sóc, cũng như làm chủ được kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả, nên các diện tích nhãn sớm tương đối sai quả và cho chất lượng thơm, ngọt, không khác nhiều so với nhãn chính vụ. Nhãn sớm cắt đến đâu được tiêu thụ hết đến đó với giá bán cao và được thị trường ưa chuộng, không bị áp lực cạnh tranh với nhãn của các tỉnh khác. Giá cả của nhãn sớm năm nay trung bình thì tầm 50, rồi là có loại 6-70, 80. Tiêu thụ thì nói đến thời điểm này nhãn chín đến đâu là hết đến đấy, rất thuận lợi. Vụ nhãn năm nay, các hợp tác xã nhãn được tỉnh và ngành chức năng hỗ trợ nhiều hộp bao bì đựng nhãn với thiết kế đẹp, bắt mắt, góp phần vào việc xúc tiến quảng bá tiêu thụ nhãn của các thành viên hợp tác xã càng thêm thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo tốt nhất với mọi tình huống khi có sự cố do mưa bão gây ra, ngành điện Hưng Yên đã xây dựng các phương án để sẵn sàng ứng phó. Những trạm biến áp lưu động trị giá hàng tỷ đồng như thế này đã được công ty điện lực Hưng Yên trang bị cho 100% các điện lực trực thuộc. Đây là vật tư mới trong đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ công tác phòng chống thiên tai và xử lý sự cố lưới điện khi có mưa bão, đảm bảo cung ứng điện hoạt động cho các cơ quan đầu não, ngay cả khi các mạch vòng đều bị sự cố điện gây ra. Có những cái trạm biến áp là lưu động sẵn sàng, khi có sự cố xảy ra chúng tôi có thể thay thế ngay để cấp điện trở lại cho các khu vực quan trọng cũng như các phương tiện hiện đại mới, ví dụ như là các cái máy phát lớn, các cái hệ thống hotline có thể xử lý trong lúc đường dây vẫn đang vận hành có điện. Với vị trí địa lý có địa hình thấp và tiếp giáp sông Luộc, Tiên Lữ và Phù Cừ là hai huyện được điện lực Phú Tiên đảm bảo điện cấp cho các trạm bơm chống úng. Theo cái phương châm là 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng, trong đó là đặc biệt chú trọng các cái trạm bơm trọng điểm của tỉnh, đó là trạm bơm Triều Dương, trạm bơm Mai Xá và trạm bơm La Tiến. Chúng tôi đã thường xuyên cho kiểm tra và khắc phục các khiếm khuyết, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã phát quang hành lang và khắc phục các khiếm khuyết của lưới điện. Đầu tháng 4 vừa qua, các đơn vị hoàn thành diễn tập xử lý sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, 100% các đơn vị đã xây dựng phương án kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sắp xếp nhân lực, vật lực, sẵn sàng đối phó với các tình huống, với mục tiêu đảm bảo cấp điện cho hoạt động ban chỉ đạo phòng chống lụt bão các cấp. Ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của công ty, đồng thời với việc đó thì tại các đơn vị trực thuộc cũng thành lập ban chỉ huy phòng chống lụt bão các đơn vị trực thuộc. Song song việc đó thì chúng tôi xây dựng một cái phương án phòng chống lụt bão của năm 2024. Và trước 30 tháng 4 chúng tôi đã triển khai cái việc mà chuẩn bị cho cái phương án về diễn tập 4-1. Về công tác về xử lý sự cố, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố công nghệ thông tin. Bố trí chi tiết từng ca trực khi có mưa bão với biên chế nhân lực, vật tư, phương tiện phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn đã được công ty điện lực triển khai đồng bộ từ ban chỉ đạo của công ty đến các tiểu ban ở các điện lực. Trong đó, nhân lực toàn ngành tham gia các ca trực sẵn sàng xử lý sự cố khi có mưa bão là trên 500 người, trang bị thiết bị vật tư, phương tiện thay thế ngành điện trị giá trên 50 tỷ đồng, nguồn tài chính dự phòng, vật tư y tế đảm bảo sẵn sàng các điều kiện tốt nhất nhằm ứng cứu với tình huống xấu xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.